Bạn đã trải qua mùa dịch này như thế nào? Với tôi thì Covid thật đáng sợ. Nó gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người trên toàn cầu. Mỗi sáng tôi thường đọc báo để theo dõi tình hình dịch bệnh trên thế giới, đặc biệt là các nước Trung Quốc, Mỹ và các nước châu Âu. Dịch bệnh khiến chúng ta không thể gặp nhau. Ôi, những chiếc xúc xích, gà rán, BBQ, nhắc đến tôi lại thấy thèm. Sở thích mua sắm của tôi cũng dừng lại ở đó. Thật là buồn quá đi. Nhưng thật may, ở ngoài kia vẫn có những anh shipper rất tốt bụng, xuất hiện như những siêu anh hùng, thực hiện ước mơ của tôi. Chỉ cần vài thao tác đơn giản thì bạn có thể mua được mọi thứ trên các app đặt hàng như Shopee, Tiki, Now, Grab, v.v. và Maymay. Hay bạn chỉ cần tìm kiếm trên Facebook thứ bạn muốn đều có thể mua được. Bạn có thể đa dạng những sự lựa chọn về sản phẩm hay tham khảo giá ở khắp mọi nơi, khắp mọi cửa hàng. Dịch vụ Shopee có thể giao đồ cho bạn ở khắp mọi nơi mà bạn muốn. Và điều quan trọng nhất là, dù bạn có ở xa đến mấy đi chăng nữa, thì giá shipper vẫn bình ổn, không lên xuống thất thường như giá xăng. Thật thích! Và đây có thể là điều bạn đang lo nhất. Các anh shipper thường xuyên ở ngoài đường, tiếp xúc với rất nhiều người thì sẽ không thể tránh khỏi những bệnh đúng nào. Nhưng yên tâm đi, các anh ấy giao hàng nhưng vẫn phải đứng xa 2 mét. Dù anh ấy không hề ghét bạn, nhưng vì muốn bảo vệ bản thân, bảo vệ bạn mới phải làm vậy. Đừng buồn nha. Shipper, người không thể thất nghiệp trong mùa dịch. Bạn muốn mua sắm, bạn muốn gọi đồ. Dù bạn ở nhà, ở nơi làm việc hay bất cứ nơi đâu, đều có chúng tôi. Giao hàng cho khách. Đi chợ giúp khách. Đi nộp hồ sơ giúp khách. Cưới giúp khách. Đi thử đồ giúp khách. Tâm sự với chim công cộng giúp khách.